Mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách trồng cây Berus Và mình sang chậu cho cây Samuche như thế nào nha các bạn Thì đầu tiên thì mình bỏ đất vô thùng trước Thì cái loại đất Padioplod này thì mình hay dùng trong vườn của mình Và gần đây mình có dùng thêm loại đất Phốt Pham nữa Nhưng mà bây giờ đó mình chưa có đi mua được đất Phốt Pham đó thôi thì mình sang chầu mình dùng cái đất này hết luôn. Thì cái đất này á lúc trước bán rẻ lắm các bạn, có 6 đồng ham mấy à. Rồi sau đó đó trong thời gian dịch đó thì cũng bán 6 đồng có 24 một 24 hay là 27 đồng một bao thôi. Rồi sau này lên giá lên nhiều quá lắm các bạn. Thì cái lúc mà thời điểm này đó là lên tới 9 đồng 9 mấy luôn Xong rồi bây giờ thì lại giảm giá xuống được một đồng rồi là 8 đồng 90 mấy đó các bạn à, Bây giờ thì mình lấy cái cây từ trong cái bọc ra cho các bạn xem Cây đào này là cây đào donut nè Trước khi mua thì lúc nào mình cũng đọc luôn đó các bạn Thì cái loại đào donut này rất là ngọt cho nên mình rất là thích video này đó mình đã làm được mấy tháng rồi nhưng mà mình muốn để chờ đó rồi rồi cho cây nó ra lá rồi mình quay cho các bạn xem mình chia sẻ cho các bạn là nếu mà năm tới nè mình mà muốn mua những cái cây berut như vậy nè thì nhiều lúc đó, họ gửi về nhà cho mình nó giống như vậy thì nó nhẹ hơn mình phải trả tiền shipping nó ít hơn bây giờ đó mình mang hai cái cây này đó mình đi ngâm vào nước nha các bạn. Thì mình thì mình không có nước b mình ngâm nước nó lạnh bình thường thôi. Đó, nếu mà bà nào mà có B1 đó, mình cho ít b vô rồi mình ngâm mấy tiếng đó. Rồi sau đó mình mới trồng nha các bạn. Tại vì nó ở trong cái bọc đó đó, nó lâu ngày nó khô đó, nó rất là cần nhiều nước. Cho nên mình phải ngâm nó tới mấy tiếng đó để cho nó thấm nước, đó, nó đầy đủ, nó thấm nước cho cái rễ nó không có bị khô đó mình mới mua được một cây le mà có là ba loại trong một cây luôn đó các bạn, Tuy in one piece. Thì cái này nó có nhiều variety khác nhau đó. Thì mình thấy rất là thích những cái ken trái của Mỹ cho nên mình cũng mua. Thì mình mua cái cây này đó là mình thấy trên cây nó có bốn loại luôn cho nên mình rất là thích. Even là họ ghi là tuy in one nhưng mà mình thấy là bốn loại trên cái cây này thì mình được biết cái loại mà Cormais là cái loại lê đó rất là ngon, rất là ngọt luôn. That's why mà cái lý do mình mua cái cây lê này tại vì trên cái cây lê này nó có cái loại pear Pears mình thấy cái loại đó ăn ngon và ngọt giòn lắm các bạn. Thì nói chung á bốn cái loại này loại nào cũng ngon hết nhưng mà mật thích nhất là cái loại kho mai thôi. À mình lấy nó ra thì mình thấy cái bọc này đó à nó có vẻ là nó ướt nhiều hơn cái kia. Mấy cái kia nó bị khô quá. Còn cái này thì nó vẫn còn cái độ ẩm ướt đó, từ trong những cái gỗ vụn đó. Thì mặc dù vậy mình cũng vẫn phải mang đi mình ngâm mấy nước với nước mấy tiếng rồi bắt đầu mình mới trồng đó các bạn thì cái cây hai cái cây kia thì mình trồng rồi mình video mà đến hồi mình không có thấy video đâu hết á rồi bây giờ đó mình phải lấy cái cây này nè mình làm video mình cho các bạn xem nha thì mình chia sẻ cách trồng cây berus như thế nào nè đầu tiên thì mình cho đất vô chậu các bạn có thể dùng đất potting soil loại nào cũng được nha Hồi trước đó mình recommend các bạn trồng cái đất này á, thì cái đất này cũng rất là tốt à, Nhưng nó rẻ tiền nó 6 .24 đồng 24 so với những cái loại mà đất khác đó Nhưng mà bây giờ nó cũng mắc rồi cho nên đó, mình cũng mua cái đất phót farm nhiều để trồng trong vườn của mình lúc này đó các bạn Nếu mà các bạn muốn mà trộn đất phót farm với một cái loại đất potting soil khác á giống như những cái loài mà đất mà nó có nhiều pit moss á, thì mình có thể dưới trộn một nửa này một nửa kia trồng cũng rất là tốt. còn không thì mình trồng hết đất phốt pham cũng được. có một cái mỗi lần mình đi mua đất phốt pham thì hơi xa thôi. cho nên á, mình muốn trộn một nửa còn không thì mình xài hết cũng được nữa không sao cả. thì trồng cây berus á, rất là đơn giản các bạn nãy giờ các bạn cũng thấy mình để đắt phía dưới rồi mình cho cây vào rồi các bạn á, nhớ mình ấn cho nó chặt đó các bạn à, mình ấn bằng tay thôi mình đừng có nén nó mạnh mình à, nén vừa tay thôi cho nó chắc là được rồi thường thì mình à, dùng thêm một cái cây nữa mình cắm để mình giữ cho cái cây nó khỏi bị mưu đó nhưng mà mình không có thì à, mình à, để như vậy cũng được không sao cả đó như vậy là mình đã trồng xong cây rút rồi đó các bạn thì mình làm xong rồi đó mình tưới đậm cho nó thì tùy thuộc vào mùa đông giống như là mùa đông năm nay đó thì không có nắng nhiều mưa nhiều cho nên mình cũng không có tưới nhiều thì các bạn chỉ tưới một tuần một lần thôi nếu mà trời nó có nắng nhiều đó còn trời nó có nắng nhiều thì ba ngày mình tưới một lần nha các bạn thì mình à, chăm sóc khi nào mà thấy cái cây ấy, nó bắt đầu nó ra lá nhiều bắt đầu là mình bón phân cho cho cây nhé nhớ là khi trồng cây đó cho chậu thì mình dùng cái đất potting soil potting mix đó các bạn à, khi mà họ ghi cái chữ pot là dùng cho chậu đó mình đừng có dùng garden soil mình trồng nha các bạn tại vì cái garden soil là trồng cho bên ngoài đó bây giờ mình uh, cho các bạn xem mình sang chậu cho hai cái cây samu của mình nha nó thì cái cây samu này là cái cây uh, Sai gút này các bạn còn cái cây kế bên á là cây Silat good thì mình có được biết á, có một uh, uh, chú kia chú kêu á, là hai cái loại này là khác nhau chứ không có giống nhau cho nên mình cũng không biết nữa chú nói á, cái loại Sai gút đó là rất là ngon cho nên mình nghe vậy mình cũng rất là vui tại vì mình có được hai loại hồi giờ mình tưởng là sai gút với là si lát gút là một bây giờ thì cây chưa có trái cho nên mình cũng không biết nha mình nghe vậy thôi còn cái cây mà silat lát gút thì mình có ăn trái rồi trái rất là thơm rất là ngon mà rất là thích cho nên lần trước mình đã bán cái cây của mình đi rồi đó bây giờ mình phải mua lại đó các bạn để mình giữ giống đó thì lần này mình sang chậu cho cây đó thì cái chậu 15 ga lông Bây giờ mình lấy cái cây ra khỏi cái chậu này các bạn Trước khi mà mình lấy cây ra cái chậu đó Thì mình đừng có tưới nước mấy ngày ấy các bạn Để cho cái chậu nó dễ lấy ra hơn này mình nóng lòng mình thay quá cho nên nó hả vẫn còn ướt đó mà mình làm luôn đó các bạn chứ thường mình để nó hơi khô một chút nó mình lấy ra dễ lắm đó cho các bạn xem nè mình lấy nó ra rồi nè Cái cây silet này của mình đó là cái loại này là cây ghép nha các bạn không phải là cây chít mình rất là thích những cái cây mà cây ghép thì thường á có cái bộ rễ rất là khỏe. Mình chia sẻ luôn nha khi các bạn mua cây Samuche về đó mà là cây chiết đó mà cây mà họ mới chiết ra đó thì chưa có nhiều rễ đâu nha các bạn nếu mà cây mà họ đã trồng mà vào chậu đó mà đã được hai năm trở lên rồi thì cây nó sẽ có bộ rễ phát triển mạnh hơn nhiều cho nên á, mình phải hỏi họ coi là 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 mình có nên sang chậu không nha hồi xưa đó mình có mua một cây lúc mình sang chậu đó thì cái cây chiết nó nó ít rễ lắm các bạn cho nên các bạn nên để ý nha Khi mình mua cây samuche về thì mình đừng có nên sang chậu liệt Nếu những cây lớn thì mình không có nói làm gì Nhưng mà những cái cây nhỏ mà các bạn mua, những cái cành mà nhỏ nhỏ đó những cái cây mà nó có mới có chút xíu tàn lá thôi đó Thì mình nuôi nó ở trong đó tới 2 năm vẫn được nha các bạn Trong chậu năm gia long nó nuôi 2 năm không sao hết À, cây Samuche cái rễ nó cũng phát triển chậm lắm cho nên mình đừng có sang chậu nhanh rồi nó động rễ rồi cây của mình bị chết á còn nếu mà mua cây lớn thì thì nó đã khỏe rồi còn những cái cây nhỏ mà nó cành nó nhỏ nhỏ đó thì mình không có nên sang chậu cứ cứ trồng ở trong chậu hai năm đi rồi bắt đầu mình hẳn à, à, sang chậu nhé bây giờ mình sang chậu cho cái cây size gút luôn nè lý do mình sang chậu mình để cho các bạn xem là cái cây mà ghép đó thì nó như thế nào cái cây ghép thì thường nó có cái bộ rễ mạnh lắm các bạn các bạn nhìn thấy nè cây này mình mua của anh nà nè rất là nhiều rễ luôn đó quá trời rễ luôn nè các bạn cây rất là nhiều rễ luôn á giờ mình bỏ vào bên trong cây ghép là cái cây bên dưới họ trồng từ hồ xong rồi và họ mới ghép vô còn cây chít thì họ chít từ những cái cây mẹ đó cho nên mình thì mình thích những cái cây mà ghép như vậy nè cái cây sai gút này á thì anh à còn một cây đó các bạn nhưng mà mình mang về nhà mình rồi, mình chưa có quay video để mình chia sẻ đó Nếu mà bạn nào mà coi video này mà thích cái cây sai gút đó Thì mình đang có một cây mình để lại cho nha các bạn Trong vườn của mình đó, một số cây mình lấy nhà anh Hà về đó Tại anh nào dọn nhà đó cho nên mình mang về nhà mình để mình quay video đó Mình chia sẻ lại nếu mà bạn nào mà muốn đó thì mình có một cây sai gút và với là hai cây macot đó thì có gì mình làm video rồi mình quay mình cho các bạn xem cây như thế nào nếu các bạn có thích đó, thì nói mình mình để lại cho nha. Còn cây này thì mình sang chậu 15 ga lông rồi nè. Đó, xem mình sang chậu rồi, xong rồi rất là đơn giản luôn khi mà mình bỏ đất vô đó thì cái tay mình chỉ nén nhẹ nhẹ thôi mình không có kiểu nén chặt quá đó mình để cho nó thở đó các bạn mình nén chặt quá cứng quá nó cũng tốt đâu thường mình trồng cây xong đó là mình hay cho sơ dừa phía trên mặt đó để cho nó nó, 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 nó giữ ẩm cho cái đất đó các bạn video này đó mình sang chậu cho hai cái cây này là mình sang chậu hồi cuối tháng 1 đó các bạn nhưng mà mình không có post lên liền tại vì mình không muốn chỉ cho các bạn là mình sang chậu vào mùa đông đó tại vì nếu mà cái cây của các bạn mà không có khỏe đó thì nó sẽ dễ bị chết lắm mình thì mình thấy cây của mình đó mình biết á thì mình sang chậu cho nó không có sao mình làm á nó thì mình thấy cây của mình nó không có bị chết nhưng mà các bạn đó, nhớ sang chậu thì vào tháng 3 tháng 4 thôi chứ mình đừng có sang chậu vào mùa đông nha. À tại vì cây xe Samuche đó thì cái cây của mình mình biết là nó là cây ghép rồi cây nó khỏe đó cho nên mình mới sang chậu cho nó thôi. À, với là cây samoche thường thì nó cũng chịu lạnh. Còn à, cái cây mà berus á mình trồng xong á các bạn nhớ đó là mình à, phải á, trim trim à, nhánh nha, mình không có để hết nhánh nha. Mình cắt đi 1/3 của nhánh đó các bạn. Đó. Nếu mà mình muốn nó thấp xuống đó thì mình à, cắt nhiều hơn khi mà mình trồng cái cây berusa được 2 tháng đó các bạn thì cái lá nó sẽ từ từ nó mọc ra nhiều như thế này nè thì bắt đầu đó mình vô phân cho cây nha các bạn năm nay á là tại vì trời nó hơi lạnh lâu cho nên đó những cái cây của mỹ đó nó mọc lá ra chậm so với năm trước đó các bạn cái cây mà đào donut và cái cây cherry stone thì mình trồng trong cái chậu 5 gallon thôi cho nên á, mình sẽ cho một muỗng canh thôi nha các bạn sẵn đây đó mình muốn chia sẻ cho các bạn đây là cái muỗng mà lần trước mình dùng đó mình nói là một muỗng canh nè các bạn tại vì cái muỗng này nó to mà nó có cái độ sâu hơn những cái muỗng mà màu đen mà nó nhỏ hơn thì cái muỗng này mình đã đo rồi thì nó là một muỗng canh đó cho nên mình uh, quay phim mình uh, nói là một muỗng canh để cho nó chính xác đó các bạn đôi lúc uh, lần trước thì uh, có những bạn cũng nói mình là muỗng cà phê nhưng mà thật sự không phải là muỗng cà phê nha uh, các bạn cũng nhìn thấy nè bây giờ mình có cái muỗng trắng mình cho các bạn xem uh, muỗng uh, cái thu đó thì cũng có những cái loại muỗng họ làm to và nhỏ đây là cây măng cầu đó mình mới bứng ở trên nhà anh nè về cây măng cầu này á thì mình mới vào chậu cho nó đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bón phân cho nó, mình cho là 4 4 muỗng canh nha các bạn. À, chậu 25 ga nha. Mình bón phân là cũng tùy cái cây nó to như thế nào rồi cái chậu nó to như thế nào mà mình bón phân nha các bạn thì chậu 25 ga long mà cây lớn á thì các bạn có thể là cho 4 muỗng canh phân 3 số 14 được. Cái cây này là cây măng cầu Úc đó, hồi xưa mình à, mua xong cái mình cho ăn nè, à, xong rồi bây giờ đó mình bứng về nè các bạn. Thì mình mới bứng về đó thì à, mình à, trồng vào trong chậu xong rồi à, mình bón một lần phân cho nó. Bây giờ cũng là cuối tháng tư rồi các bạn, đầu tháng năm rồi. À, cho nên mình bón một lần này thôi. Rồi cái cây của mình nó có đủ sức ra, ra bông ra trái cho mình đó. Thì khi mà ra trái thì mình sẽ dùng phân đầu nành Đây là cây táo tàu chia 866 luôn thì mình cũng trồng vô cái chậu 15 ga long còn cây kia thì mình trồng vào chậu 25 ga long. Thì như cái chậu 15 ga long này thì mình bón cho hai muỗng canh nha các bạn. Nếu các bạn mà chưa có bón phân 3 số 14 cho cây đó thì bây giờ mình có thể bón cũng được Còn nếu mà bạn nào mà bón từ tháng 3 thì mình cũng có thể bón thêm một lần nữa vào tháng 6 Rồi mình ngưng mình không có bón nữa Mình chờ cho lúc cây có trái thì mình sẽ bón phân đầu nành thôi mình chia sẻ thêm một lần nữa là nếu những cái cây của bạn nào mà chưa có trái đó thì mình có thể dùng phân 3 số 14 mình bón 3 tháng một lần mình bón tháng 12 tháng 3 tháng 6 tháng 9 thì mình bón 4 tháng một lần cho một năm những cái cây nào mà chưa có trái đó còn những cây nào mà có trái rồi đó thì khoảng tháng 2 tháng 3 là mình thu hoạch trái á, thì mình bón một lần là vào tháng 3 và các bạn cũng có thể bón thêm một lần nữa là vào tháng 6 là, là mình ngưng mình không có bón phân nữa nha đây đây là mình nói bón cho cây măng cầu á thì mình không bón nữa rồi sau khi mà cái cây của mình á, nó có trái đó thì mình bón phân đậu nành cho nó để cái trái của mình nó có phân đậu nành nó cái trái của mình nó dai ngon hơn nha các bạn mình cho các bạn xem hôm nay đó mình thu hoạch keo thì nhà bạn nào đó mà ăn ít đó thì các bạn có thể trồng vào những cái chậu như vậy nè thì mình cũng đủ ăn nè các bạn à, mấy cây keo này á mình trồng từ lúc mùa đông đó mình ăn nó được tới 4 lần rồi đó các bạn mỗi lần nó cứ ra đó mình ngắt nó xong rồi nó lại cứ lên mọc lên cao vậy đó. còn mình không muốn thì mình có thể cắt ngang thì nó mọc xòe ra nhiều nhưng mà mình thích nó cứ mọc lên cao vậy đó các bạn. những lá sâu thì mình bỏ nó đi còn những cái lá non phía trên thì mình ăn đó. cái rau keo của nhà mình trồng quá nó tươi nó ngon lắm các bạn. mình thích cái loại keo này hơn là cái keo xoắn á, cái keo lá nó xoắn đó, nó hay bị rầy nhiều lắm các bạn cho nên các bạn mà mua keo trồng nó trồng cái loại này mình thấy ăn ngon nè à, mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi dõi hết cái video của mình nha thì mình chia sẻ rất là kỹ khi mà mình bón phân đó nếu mà các bạn nào trồng cây trong chậu đó mà trồng cây măng cầu đó thì mình có thể mình bón cho cây như vậy để cây của mình tốt cho mình trái nhiều hơn các bạn cũng có thể trồng rau thì rau của mình nó trồng là toàn là đất organic thôi bên dưới mình toàn là bỏ rau củ quả với là những cái thức ăn á, mình ăn không hết á mình chôn xuống dưới á, lâu ngày á, cái đất của mình nó tốt các bạn rồi mình trồng rau vô đó cho nên cái rau của mình đó, nó tốt vô cùng luôn á thật sự mà cái pot in soil không á mình trồng á, cái rau của mình nó không được tốt như vậy đâu nha các bạn